Thưa quý vị và các bạn, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký quyết định số 582 phê duyệt quy hoạch hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Mục tiêu cụ thể đến năm 2030 sẽ hoàn thiện và đưa vào hoạt động hiệu quả hệ thống cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên quy mô cả nước thành một hệ thống liên hoàn liên vùng, công nghiệp hóa, hiện đại hóa nhằm đáp ứng nhu cầu neo đậu, dịch vụ hậu cần nghề cá và phát triển theo hướng tích hợp, gia tăng giá trị khai thác sử dụng với một số chỉ tiêu sau. Hệ thống cảng cá đảm bảo thông qua 2,98 triệu tấn thủy sản một năm, gồm 100% sản lượng hải sản khai thác và một phần sản lượng nuôi trồng thủy sản trên biển đảm bảo thực hiện công tác quản lý nghề cá, đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác, ngăn chặn các hoạt động khai thác thủy sản bất hợp pháp. Hệ thống khu neo đậu tránh chú bão cho tàu cá đảm bảo sức chứa trên 83.600 tàu cá neo đậu tránh chú bão an toàn. 100% cảng cá và khu neo đậu tránh chú bão cho tàu cá được bố trí sử dụng đất mặt nước theo quy định tại Điều 78, Điều 84 của Luật Thủy sản năm 2017.